Cây nu bồ công luôn nha các bạn. Cây này cây nu bồ công nha bạn. Nhưng mà phơ mini. Mấy cây này thì đế thì đẹp. Đế wow wow xuống. Cây này nó nuôi được cái bắp cành ngay chỗ này nè, bắp cành số 1 với bắp cành số 2. Cái bắp cành chỗ này nó gần cỡ bự, gần cỡ con chân cái mình á. Nuôi bự rất là bự. Mà cắt chỗ này thì chưa có liền hết. Bao gần hết rồi chứ chưa liền. Cây mini nha các bạn. Cây này được cái cốt nè, cốt nạc 20 rồi. Cái cốt lên tới đây là 20 rồi. Cái hoành chỗ này thì khoảng 20 mấy rồi nha bạn. Không tới 30. Nụ bồ công nha bạn. Cái này ra mốt thành cái bài. Nhưng mà mình vừa mới vô cái vàng xương à. Tại nay hết cây rồi mình quay mình bán đại các bạn ơi. Bán lúa non. Đây nhổ lên anh em về. Đóng cái thùng xốp anh em về nuôi tiếp. Tiếp tục cuộc hành trình nuôi chừng nào tới cái cây thành phẩm thì thôi. Chừng nào về đích thôi các bạn ơi. Cây vậy á. Cây chủ yếu nhờ vậy người nuôi miếng, giống như người kia nuôi được cái cốt bự chán chỗ này rồi mình về mình giật nhịp vô rồi mình nuôi cái này. Như cái ngọn người ta nuôi nè, người ta nuôi ngọn bự hơn con tay tôi nè, nó bự hơn con tay cái á, chuyển nhịp qua đó là nuôi lại cái ngọn cái này nữa nè, nó cũng công phu lắm nha. Cây này cây nuôi chứ không phải là cây hàng chợ, nuôi cốt trước rồi vậy giật nhịp, bây giờ mình vô phơm. Như người nuôi khúc các bạn, tôi mới nuôi được cái dạng lông rồi đó, tính nuôi cho nó thành phẩm được bán mà giờ hết cây rồi đem ra bán luôn. Cây biết bán giờ nhiều quá, giờ hết cây luôn rồi. Nuôi bồ công nha bạn. Phơ mini.